và nó mới tết ăn tết xong á thì vô cái bạn này mới khen là ủa sao bữa nay nhìn chị Hằng dễ thương quá, em quyết tâm là phải vua anh này cho bằng được, em thả thính bằng mọi cách luôn. Lúc đó em bị ấn tượng bởi câu này, cái nhắn trên nhóm của mấy bạn làm chung á, cái nói mấy bạn đi ăn chè còn Viên Tài thì qua phòng ăn chị ô lòng ăn chè đó. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em, rất vui khi gặp hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Mời hai em giới thiệu về mình. Mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thực và chào quý vị xem đài. Em tên là Lê Thị Thanh Hằng, năm nay em 29 tuổi và đang làm nhân viên nhân sự tại công ty cổ phần sữa quốc tế. Và đây là chồng của em. Dạ, lời đầu tiên xin chào MC Hồng Vân, Quốc Thuận và quý vị khán giả xem chương trình. Em tên là Nguyễn Minh Tài, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc tại cũng chung công ty với vợ luôn, nhân viên phòng lab. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ, lần đầu tiên là em hiện tại em đang làm việc ở công ty thì vợ em lúc đó là người cũ của công ty nhưng mà quay vào làm lại thì lúc đó cầm hồ sơ lên gặp sếp em thì lúc em đứng cái nghe em sẽ nói chà nay lâu quá không gặp đẹp quá ta, cái em mới đứng suy nghĩ có gì đâu đẹp. Cái xong rồi qua quá trình làm việc tiếp xúc cả năm trời thì em cũng không thấy có ấn tượng gì mấy hết. Thế còn em thì sao, em có biết là bạn này có cái suy nghĩ đó không? Dạ không, lúc đầu em vô thì em không có biết bạn này có suy nghĩ vậy. Mà em cũng không có ấn tượng gì với bạn này hết. Thì lúc em vô lại thì sếp em khen vậy thì cũng chỉ khen cho vui thôi, chứ em biết em chẳng đẹp gì. Cái xong rồi sau đó thì hai đứa cũng làm việc đồng nghiệp với nhau, làm được tầm cả mấy tháng thì mới bắt đầu nói chuyện. Vào năm mới tết ăn tết xong á thì vô cái bạn này mới khen là ủa sao bữa nay nhìn chị Hằng dễ thương quá, em quyết tâm là phải vua anh này cho bằng được, em thả thính bằng mọi cách luôn. Lúc đó em bị ấn tượng bởi câu này, cái nhắn trên nhóm của mấy bạn làm chung á, cái nói mấy bạn đi ăn chè còn Riêng Tài thì qua phòng ăn chị ô lòng ăn chè đó. Thì bạn cũng bắt đầu cua lại em luôn. Khi xong bạn này thả câu còn em thì thả lưới luôn, tức là hai đứa thả qua thả lại đó. Rồi sau đó hai đứa có thường xuyên đi chung với nhau không? Đi giải trí với nhau không? Dạ, cái ngày hẹn hò đầu tiên á, là bữa đó là em tối đó nằm buồn quá, nên là nhắn tin hỏi chị có đi đâu chơi không? Chị giống cái chị luôn. Dạ, lúc đó có chị mà. Đó là bình thường. Xong rồi cái phải nói không, cái nó vậy thôi. Lúc đó em kiểu như là nó giỡn, tính nó giỡn á, cái đầu hồi nữa mới nhắn đi xem phim với em nha. Rồi vô rạp coi phim. À, bình thường, lúc đó hai đứa bình thường lắm, là chỉ là đồng nghiệp thôi, đi chơi chung vậy thôi. Rồi đến khi nào mới thay đổi cách xưng hô? Dạ, còn một quá trình dài nữa, tức là em thả thính bằng mọi cách luôn. Bạn này làm ở dưới lai, dưới xưởng, em cứ đu theo, suốt ngày nói chuyện với bạn á. Rồi bắt đầu nói với bạn là chị cũng thích đi chơi này nọ, chị thích đi phượt. Mà thích đi phượt là thích đi phượt một mình là hai đứa thôi, chị cũng thích đi chung với ai hết trơn á. Dạ, cái anh này anh cũng đớp thính nhưng mà anh đớp mà vừa đớp vừa sợ nữa. Tại em mới chia tay người yêu mà em đi với chị thì để người ta dị nghị quá. Xong nhưng mà kiểu là không kìm nén nổi á chị. Cái này vậy thôi, cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi chị. Rồi em đồng ý liền. Em nghe đi Vũng Tàu em đồng ý liền. Dạ dính rồi, đồng ý liền. Bạn này cũng đồng ý liền. Thế em mới nói vậy thì em đặt phòng đi, đặt phòng là hai phòng nghe, hoặc là một phòng hai giường nghe. Không biết sao cố tình hay sao bạn này thuê một phòng thôi, một phòng một giường thôi. Dạ, một phòng một giường. Nghĩ sao mà đặt hai giường? Em không biết nghĩ gì luôn, không biết cố tình hay không, là em gì em nữa. Thì chỉ là gọi tới khách sạn đó, em nói là còn phòng không thì nó chỗ đó nó còn một phòng thôi, một giường thôi thì em lúc đó em cũng bình thường. Cái ra ngoài đó cái tối đó em chạy tới xe tới đó là cũng 11 giờ khuya rồi, cái buồn ngủ á, hai đứa đi dạo vòng vô ngủ. Cái em lăn em ngủ em không làm gì nha. Em cảm thấy khó chịu cái người á, ảnh nằm một đầu em nằm một đầu á, mà mình đã cố tình thả thính rồi mà anh này anh ngủ khò vậy đó, ảnh không có quan tâm gì tới em hết. Cái em mới giả bộ ha, em thịt vậy đó. Cái em mới nói em ngồi dậy em nói chị bị sổ mũi, tại cái máy lạnh này làm chị sổ mũi, giả bộ thôi, anh này chắc giờ chưa biết đâu. Cái xong rồi ảnh mới nói vậy thôi em tắt máy lạnh ngay. Em nghĩ trong đầu chết rồi, tắt máy lạnh nóng chết làm sao ngủ được. Thôi em bật lớn là không được, chị ngủ được đó, nói vậy đó. Không biết ổng nghĩ sao á, ổng nói thôi chị nằm kê lên tay em đi. Em bắt đầu em cũng mong man có cơ hội rồi chị, em lên nằm lên tay ổng liền, nằm lên tay ổng. Mà cuối cùng 3 phút sau ổng ngủ khò, ổng không quan tâm và nói tiếp, ngủ không quan tâm gì tới em luôn, ngủ tới sáng luôn. Sáng tức lên cho bọn. Dạ sáng tự nhiên em ôm hận em. Dạ em ôm hận. Rồi có thả thính tiếp đâu? Em thả thính tiếp rồi, em đâu có bỏ cuộc đâu anh, em lì lắm. Sau đó em thôi thả thính tiếp. Sau đó đi đâu? Bắt đầu em rủ đi Đà Lạt tiếp. Rồi công ty Vũng Tàu không được thì đi Đà Lạt. Bắt đầu lên đến nơi cũng 4 giờ sáng. Em không có thả thính gì nữa rồi, tự nhiên là rớt thôi, tự nhiên là bị vô lưới em luôn. Rồi công khai là anh em luôn, xưng anh em luôn. Tài làm ở trong công ty
ty, rồi cô ấy là bạn gái mà hả, mà cũng như là cũng lớn tuổi mình nữa. Dạ. Đó, vậy thì cô ấy có ghen? Dạ có, anh ghen dữ lắm. Em đụng người nào là em ghen người đó. Tại trong phòng quê á là có tới 8 bạn là nữ. Ừ. Ghen em người nào em cũng ghen hết, nhưng mà đặc biệt là có một ngày đó, tự nhiên ảnh đi cài Momo cho cái bạn nào đó, xong ảnh cứ đi theo cái bạn đó cả ngày luôn. Ừ. Chị. Em thì phòng kế bên và làm việc phòng kế bên. Không biết cái ngày đó hai người ngồi kế bên nhau cách nhau có một gang tay à. Ừ. Cái em đi qua, em mở cửa bất ngờ, anh này đâu biết đâu. Anh này giật mình, bé kia thì tự nhiên cười tủm tỉm vậy á. Cái xong em mới giận quá, em đóng cửa ầm, em đi qua phòng em, xong anh này anh thấy em giận vậy đó, anh chạy theo. Anh giải thích quá trời, em không chịu nghe. Cái xong ảnh tủi thân, ảnh qua bên cái phòng kho, ảnh khóc một mình vậy đó. Anh khóc, dạ anh khóc. Tức quá, bị hiểu nhầm vậy. Tức là lúc đó sếp đi ra ngoài rồi, thì em ngồi thì em coi phim đâu đấy gì xung quanh đâu. Nhỏ này nó ngồi lúc kế mình lúc nào đâu hay. Cái thì nghe tiếng mở cửa, cái em tưởng đâu sếp, em giật mình. Em quay qua em nhìn cái mặt hốt hoảng là sếp vô á. Thì bà lại tưởng là mình sợ. Tưởng đâu là có cái gì đó mờ ám nên sợ. Cái em giải thích gì mà không chịu nghe. Rồi đi ra chỗ đó khóc, về nhà kho đó khóc. Dạ. Khóc xong rồi em có xuống em thấy tội nghiệp. Không, em cái tính em, luôn, cái tính em lì lắm. Em không thèm quan tâm khóc hay gì, em không quan tâm luôn. Em đi bộ về tới nhà, gần tới nhà xong ổng gọi điện 3-4 cuộc em không bắt máy. Cái cuộc thứ tư em bắt máy thì em mới nói gì nè. Thôi ngồi đó với cái con nhỏ đó luôn đi, để gọi điện làm gì. Mình đang lúc đó đang tức nữa, đang biết cái gì nhầm mà còn nói vậy đó. Ức chế lắm mà không biết bộc lộ sao. Cái cuối cùng tỉnh khóc luôn. Khóc tiếp nữa. Khóc tiếp. Dạ. Khóc từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm chứ không phải là khóc bao nhiêu đó đâu. Khóc một mình vậy thôi hả Tài? Khóc một mình. Dạ. Có nghĩa là gọi trong điện thoại là nức nở. Dạ, gọi trong điện thoại là cứ khóc nức nở, cứ nớt vậy đó. Xong em thấy tì luôn, cuối cùng là ông nói vậy nè. Ủa vậy chứ em ghen mà em không biết anh cũng ghen em hả? Ghen gì? Dạ có cái anh sếp ở ngoài Hà Nội vô công tác. Thì cái bình thường xe của vợ em thì rất là kỹ, không cho ai mượn đi chân á. Cái tự nhiên cái cho cái anh đó đi, còn nói tốt nhà anh đó, nói chuyện dễ thương, nói chuyện hiền này nọ đồ. Cái em thấy cũng tức lúc đó, kiểu như mình không có lý do gì hết, mình lấy cái lý do đó để mình ghen lại cho bà biết là bị oan ức nó khó chịu sao đó. Sao bà mới hiểu ra gì đó. Không có cái gì cả, nhưng mà cái cớ này để cho con hiểu được cái tâm lý của cái người mà bị quen. Dạ, đó đúng không? Đó. Rồi nhưng mà vậy là quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen khoảng được gần 1 năm 11 tháng là tụi em cưới. Bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Em cưới được 5 tháng rồi đó. Năm quá son luôn thì rồi. Đó thì bởi vậy bây giờ về cái tật xấu sao lòi ra. Xấu của vợ em là mỗi lần vô bếp á, là lúc đầu là hai đứa khó khăn là em là người miền Nam còn vợ là miền Trung thì hai bên ăn uống không có giống nhau á. Thì vợ mới nói là em không biết em nấu khẩu vị miền Trung cha mẹ có ăn được không. Cái nó để anh bày cho, mà mỗi lần vô bếp là bà muốn làm ý của bà à. Mỗi lần mà em có góp ý, em có nấu vậy nè, bà bắt đầu khó chịu nha, bắt đầu giận. Mỗi lần mà bà vô bếp em áp lực lắm. Em cảm thấy là dướng lắm. Tự nhiên em đang rửa chén, ảnh cũng thò tay vô rửa chén. Tức là muốn phụ nhưng mà tự nhiên ảnh vô phụ thì em lại phải đứng ra bên. Thì cái thời gian nó cũng vậy thôi, thà em làm cho rồi. Rồi nấu ăn á, thì em nấu theo kiểu miền Trung thì em thấy ăn cũng được. Em thấy tự em nấu ăn cũng ngon đó. Mà biết sao anh cứ góp ý là bỏ này trước này, bỏ này trước này, bỏ này sau này. Cái em ức chế của em nói, ừ vậy anh nấu luôn đi, em khỏi nấu. Cái đó là cứng đầu. Em cứng đầu, em cực kỳ cứng đầu. Sao cứng đầu, cái gì nữa? Thật xấu là chắc là chỉ có là cứng đầu thôi. Em lạnh lùng nữa, chắc ảnh quên đó chứ em lạnh lùng lắm. Với lại bảo thủ quá chị. Hai chồng có khi nào cãi vã nhau mà giận hờn không? Cãi là nhiều lắm anh ơi. Cái lần cãi nhau mà ghê nhất là sau đám cưới. Tức là sau cái ngày đám cưới bọn em không có tân hôn luôn á. Khi mà nói là cái quà cưới thì mình bán xong rồi mình để chuyển tài khoản. Thì ảnh mới nói là ảnh đăng ký cái tài khoản tên anh. Nhưng mà em thì lại không đồng ý, là bởi vì em muốn là tài khoản là phải tên hai vợ chồng. Để sau này nếu mà có biến cố anh có đi theo người khác á, thì em cũng có cái phần trợ vậy luôn. Em ngày nào em cũng nói hết á. Dạ. Thì em tính trước mà. Cái xong ảnh mới nói vậy nè, em không tin tưởng anh hả? Thế rồi ổng cứ buồn rầu. Em nói là cái đó là em chỉ nghĩ cho hai đứa thôi, chứ không phải là em muốn dành cho ai hết. Thì cũng biết bây giờ ảnh đã hiểu cái vấn đề đó chưa nữa. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới em là cái tật xấu rồi. Bây giờ em kể tật xấu của chồng. Tật xấu của chồng em hả chị? Cái đầu tiên á, là đi vệ sinh rất là lâu. Tắm á, thì rất là nhanh, tắm 3 phút mà đi vệ sinh 30 phút. Rồi mỗi lần đi vệ sinh là giống như em, ví dụ như là bây giờ anh đi làm tăng ca ha, bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối thì người ta mới hết ca, thì 8 rưỡi anh mới về. Anh đi vệ sinh thêm nửa tiếng hồ nữa là coi như cái ngày đó em không gặp mặt ảnh luôn. Ảnh vô vệ sinh là cho ông cầm theo cái điện thoại. Đúng rồi, cầm theo cái điện thoại mà coi Marvel thuộc lâu từng đoạn luôn. Bây giờ anh nói đoạn nào đi đọc lại đoạn đó y chang luôn. Em thích xem phim, còn vợ em thì chích thêm là bạn muốn hẹn hò vợ chồng son. Không lẽ giờ hai đứa mà cầm hai điện thoại gì kỳ quá, em mới qua em ôm coi chung. Từ từ mình thích rồi mới rủ em để đăng ký tham gia chương trình. Rồi bây giờ tiếp tục khui tật xấu đi em. Ảnh còn cái tật là hồi trước mới chưa có cưới á, thì ảnh nói vậy nè. Cưới về là mình có con xong ha, cả vợ cả chồng cả con mình đi tập thể dục cho khỏe vậy đó. Cái bắt đầu cưới về ngày đầu tiên kêu đi tập thể dục thì anh mệt quá. Một ngày đầu tiên em thấy mệt quá cho nghỉ.
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư vậy, y chang luôn. Ngày nào anh cũng mệt quá, anh cũng có làm gì hết trơn, cái bây giờ cái bụng anh chà bá vậy đó. anh không tập gì hết trơn. Rồi mong muốn thay đổi gì luôn không? Em thì em mong muốn là chồng em ngủ sớm này, tập thể dục để bảo vệ sức khỏe, bởi vì ảnh cũng nhiều bệnh đó. Bớt coi Marvel lại, bởi vì thuộc lầu rồi thì coi gì nữa. Còn em? Dạ em thì em mong muốn vợ là biết quan tâm hơn, sống tình cảm hơn, bớt lạnh lùng đi, bớt khó chịu đi. Đó, em chỉ muốn vậy thôi. Thực ra bây giờ tụi em đang là cái thời gian vàng để mà tìm hiểu nhau, để mà cọ sát những cái tính cách với nhau, cùng nhau để mà sửa đổi làm sao để mà cho hai đứa trở nên hòa hợp. Để sau đó là còn phải đón em bé thành viên mới trong gia đình. Em muốn anh Quốc Thuận chúc cho em là tháng tới có em bé luôn. Tại em rất là mong có em bé. Anh chúc cho hai vợ chồng tài với Hằng. Cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hoàn thiện, yêu nhau hơn. Và đặc biệt là tháng sau bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn anh Quốc Thuận nhiều. Cảm ơn hai đứa. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải. Em ở Đồng Nai. Em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên đó là em thông qua một người bạn. Xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lử là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa, tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò. Xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Đó, lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em. Còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà. Con nhỏ đó đó. Mình nhìn thử coi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp. Đó nên nào mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 rồi. Năm. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình. Ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm, 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen rồi. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong rồi chạy về.
dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì, thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa, cứ chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em, thì em cũng nói là cái này em đâu có phải là đá gà mê gì, gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con sanh ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi, 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng rồi. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á, chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao? Em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nè. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài. Tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Tức chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có 2 bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Thấy trường hợp của tụi em rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi
thì Vân nghĩ là anh chị nên nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này, bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục á, thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Đó có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh thì nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm, thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình, dạ, về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó, vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi. Thuận lợi, như ý nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, mời hai em. Em chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh chị. Trời ơi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Có ai nói không? Dạ có. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An, em làm kinh doanh. Mời em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Hôm bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. Hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm, làm đẹp. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi, không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai ra quán cà phê, vợ em lúc đó là mang cái quần đùi áo không á, em thấy tướng mứt mập mạp, dạ, và tròn trịa với đi cái đôi giày doctor á, là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích? Có thích. Dạ có, lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Tức là bạn đó đi ra ngoài, nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này. Nhưng mà không có ấn tượng gì hết, thấy ông nhòm nhách à.
nhóm nhắc thì không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta là đi chung luôn, đi theo với nhỏ bạn à, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia, đi với anh kia, đúng rồi đúng rồi. Tôi mắt mới mặt sọt chi đang cho thấy tướng mất phải không, nghĩ gì chứ đúng không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Và sau đó cua cô ấy thì sao à, sau cái bữa cà phê đó đó tuần sau á là đi đi chơi là okay, là hát karaoke về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Rồi dạ, sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì dạ, đúng không? Dạ. Còn em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa, tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi như nọ. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bao lâu mới gãy đổ? Cây bắt đầu ngã rạp nhanh xuống. Cũng hơi 2 tháng á. Xong rồi dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn nữa là ba đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Chơi xong rồi đến tối, lúc đó tầm chắc 12 giờ á, anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích người ta hơn mà giận vậy đó. Nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Thì em bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống làm sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Đi về tới cái xong cái người bạn của anh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Kêu đi may không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Ảnh còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Cái sức mạnh của ghê cái mà sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Định nói. Trời ơi, gân đứt bặt bặt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Chị, bữa đó đi có 1 cây số đó. Đi thêm cây nữa dám ốc lật ngang lắm. Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Giỡn đúng rồi. Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Phải nhờ cái anh bạn mà, kia. Dần mà. Anh vạ lắm, định anh vạ. Vì cái sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi. Đúng là sau lúc đó là có nhận là quên yêu. Thấy tội nghiệp. Sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn lúc đó là. Ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có. Mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi nghe là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ chung bàn kia ngủ luôn. Bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là nó bắt đầu từ sau cái hôm đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Lúc đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. Hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mình cũng bất ngờ. Hôn má lén là đúng không? Hôn lén, đúng dạ. Rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á. Em không có cho hôn môi đâu. Như là 5-6 tháng á. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Đúng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Tụi em về chung với nhau à. Đó là em với vợ em là sống từ phòng riêng. Hai người. Không nhỏ bạn đâu. Tại vì sao nó ở với bồ nó. Vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi. Thì bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng 1 năm. Mà gia đình có biết không? Quen nhau thì gia đình biết, sống thử thì không có biết. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn á đúng không? Không. Đâu, chưa luôn. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung. Là 4 tháng luôn á. Em hồi xưa em nghĩ là
mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi, nhưng mà cái kia là không có cho. Sau này có một cái sự cố xảy ra, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có là người yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Là cứ nói vậy với chồng em á, cứ khích chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, lúc nào cũng phải binh bạn chứ, bồ thì không có con này có con khác. Chồng em thì không có như vậy, chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Cứ sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chứ, chồng em nghĩ là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy, bất ngờ. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai con gái là anh biết rồi, con cũng đồng đòi nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền, bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re, im re là làm gì làm cũng tấy ma tấy máy gì đó mà thấy im ru bình ru luôn. Bữa đó xong rồi có sự cố xảy ra không? Mấy tháng sau là có bầu luôn, là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo, chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Tất tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng bụng rồi. To chưa? Là lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết không đi được. Cũng tuổi thân rồi là tuổi thân luôn. Phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, chưa có ai có em bé nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Rồi bây giờ mấy đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Vậy thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó? Chắc quên luôn hả? Còn nhớ đâu còn nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Có nôn nào đến cái phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng nói hoài. Tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ. Ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ, có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi, em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi, ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè. Không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. PUBG gì đó. Mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ý như là hát cho nhau nghe hay gì. Tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa, mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn, mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu. Với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Không, chạy không quát là chắc nó cũng biết sai. Thì trời quá rồi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Bỏ rồi. Sau lúc đó luôn. Mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng có chậm đỡ rãi rất là có nhiều vậy. Anh sao? Đúng rồi. Em chạp, cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh. Là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Thí dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha. Là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm. Nguyên luôn. Không có làm luôn. Với lại em á
Dạ, hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm nhưng mà để chậm, khi nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần, 7 lần mới làm. Chứ không bao giờ mà nhắc anh ơi làm nha, anh nói ờ để anh làm cho. Rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình thì nghĩ là ờ cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia kia nọ, là cũng làm nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen ở chỗ làm xong sao nó đẹp quá ha. Rồi xong rồi vậy đó, rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ chỗ thôi làm gì tốn này đường đà nữa, xong rồi làm xong ồ làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha, nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, cứ thành thói quen luôn rồi, thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn không thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha, không hề lãng mạn, thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mà tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì đấy, cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ mà lãng xẹt thì nhiều là mình. Đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Rồi thời em tới rồi đó. Mình đoán nghe trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có dễ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em không có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Đó là nóng tính, thích rất là thích sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày dục lung tung, em phải dọn hết, gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Đúng không? Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Đó, thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Với hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Ý anh đang nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Dạ, năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ bà bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ bà bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn? Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn bà ăn đồ, ngon đúng không? Dạ, đi ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Thánh tình ra ngoài ai cũng bảo. Em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Không sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói nói với mấy bạn là lúc nào mà em sờ vợ của bạn á cái đó thế mới là lo, còn em sờ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ mình thương mà vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ ông. Đâu sờ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ. Rồi có hay nạt chồng không, hay la hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? có bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu, em hạt em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mẹ lại như vậy, mẹ không được la ba của con, tại sao mẹ la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm, không có được đâu. Bảo bối của ba mà, của ba bảo bối mà. Rồi sao nữa thì hãy giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí bảo anh đi không nó ngồi á, anh đi không mà lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không. Trời, ăn không ăn dễ, nữa sao lên. Dễ tổn thương quá vậy. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Trừ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết
chưa hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ, chăm sóc con này đó là con em hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Em là... không muốn thay đổi. Phải vuốt bà một, dạ, phải vuốt. Em thay đổi, em muốn thay đổi gì thì có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á, sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe mà không chịu ăn, để đến trưa nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Dạ, không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9:30 mới dậy. Thì tối dậy xong rồi nó bị dở bữa, sáng 9:30 dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái vụ mà đi ăn. Bởi tối đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng, người ta cũng nghỉ giờ đó rồi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa rồi ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt, nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em giặt 3 tháng trời luôn. Mà đợt dịch là cái máy giặt hư. Mà dạ, giặt tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu, một giờ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không. Đúng giặt rồi. Đúng rồi hả? Thể dục. Tập thể dục. Đúng rồi. Có cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Thôi em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời quá đất. Hư cái bàn tay. Ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, mà thấy nó dễ